Ngày 12 tháng 4 năm nay chính là ngày lễ Phục sinh, một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm theo Công giáo. Trong tuần thánh kéo dài 7 ngày trước lễ Phục sinh, các tín hữu Công giáo thường phải tập trung tại các nhà thờ để cử hành thánh lễ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19, lễ Phục sinh năm nay tại các giáo xứ đều phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến qua mạng Internet. Ghi nhận tại giáo phận Thái Bình, nơi đang có khoảng 150.000 tín hữu Công giáo trong lễ Phục sinh năm nay. Tòa Giám mục Thái Bình trong đêm vọng Phục sinh. Nếu như mọi năm, nơi đây sẽ có khoảng 4-5.000 giáo dân đến tham dự. Nhưng năm nay, chỉ có Đức Giám mục cùng các linh mục hiện đang phục vụ và sinh sống tại đây cử hành thánh lễ. Tầng 2 là nơi đặt các máy quay ghi hình, chuyển trực tiếp đêm thánh lễ ngay lên kênh YouTube truyền thông của giáo phận. Nó ùa tới giống như là nước lụt, vỡ trận, nghĩa là nhiều người bị mắc thì chúng ta sẽ khủng khiếp như thế nào. Khi hiểu được như vậy, chúng ta thấy cái phương pháp, cái biện pháp đề phòng trở nên rất là cần thiết. Chúng ta phải hoan nghênh và chúng ta phải áp dụng. Tại phòng cầu nguyện trong gia đình ông Quảng, một giáo dân thuộc giáo phận Thái Bình, buổi thánh lễ được chiếu ra một màn hình TV lớn. Nến và ảnh Chúa được thắp sáng trang trọng. Mọi nghi thức thánh lễ như cầu nguyện, hát đáp hay yên lặng nghe cha giảng đều được thực hiện trọn vẹn như tại nhà thờ. Các bài giảng của sự chia sẻ của Đức Cha, của các cha, chúng tôi lý tưởng đầy đủ, sốt sáng và không có gì khó khăn bất trắc. Trong đêm thánh vọng Phục sinh năm nay, đã có hơn 9.000 lượt theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube của giáo phận Thái Bình. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi thiết nghĩ đây là hình thức tốt nhất mà giám hội đã lựa chọn cho đàn trên của mình. Thánh lễ chúng tôi luôn hiệp ý cùng bề trên giáo phận và cộng đoàn để cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho các bác sĩ, các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo làm sao có thể nhanh chóng ngăn chặn được dịch bệnh nguy hiểm này. Thấy được, ý thức được cái hậu quả tai hại của cái dịch bệnh này, cho nên mọi người cũng vui vẻ chấp nhận cái việc là không được tham dự một cách hữu hình các cái bí tích bấy lâu nay. Nhưng bù lại cũng là cơ hội để dịp cho các cái người Kitô hữu suy gẫm lại cái chiều sâu của niềm tin của mình, không dựa trên những hình thức bề ngoài. Từ hơn 2 tuần nay, các giáo xứ tại Việt Nam đã cử hành thánh lễ bằng hình thức trực tuyến như thế này. Sự thay đổi của các cộng đoàn giáo hội đã thể hiện sự chung tay, đồng hành của đồng bào Công giáo cùng với chính phủ và xã hội cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.